Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 8 tháng 4 quý vị, năm 2021, và đây hiện tại là Bắc Hóa Thúy Chi tại Tình Cương. Có về khí dệt và một chiếc một số sản phẩm lên sửa của tôi đây. Mất công khí thì... Mất công khí là tao khí. Chẳng mấy khi được khí. Vâng. Đây quý vị nhé, thì bác Bá đang khí duyệt một chiếc sập là 1m6 x 2m, chất liệu gỗ hương, ok đấy, tròn. Và tiếp tục bây giờ đi ra ngoài sửa là còn một số sản phẩm ngoài này quý vị. Đây quý vị nhé, tiếp tục lại là một bộ trường kỷ bằng chất liệu gỗ lim. Trường kỷ gỗ lim. Không lấy bộ đại không? Trường kỷ gỗ lim đại, kích thước là 2m17. Và là một chiếc án gian thờ gỗ mít nữa quý vị nhá. Trực tiếp tại xưởng tôi luôn. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Xưởng địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 50 86. Website là đồ gỗ Tùng Tám .com. Cái đây chém hết đi. Ba cái là thành ra đồng bộ hết cả nhà luôn. Hết luôn.